Tào Chân sinh năm 178, là một vị tướng của nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Theo Tam Quốc Chí, Tào Chân là họ hàng xa của Tào Tháo. Cha ông là Tào Thiệu đi theo Tào Tháo mộ quân chống Đổng Trác, sau đó bị giết trong lúc bảo vệ Tháo. Tào Tháo rất cảm kích, đã nuôi dưỡng Tào Chân như con trai của mình. Ngay từ nhỏ, ông đã rất thân thiết với con thứ của Tào Tháo là Tào Phi và một người họ hàng nữa là Tào Hưu. Do thân hình mũm mĩm, ông hay bị trêu chọc bởi những người bạn của mình. Khi lớn lên, trong khi Tào Chân đang đi săn, ông gặp một con hổ hung dữ đuổi theo mình. Tào Chân quay đầu lại và dùng tên bắn chết con hổ bằng một cú bắn duy nhất. Ấn tượng với khả năng của Tào Chân, Tào Tháo liền phong cho ông làm đội trưởng hổ báo kỵ. Trong lần đầu cầm binh, Tào Chân đã có được chiến thắng đầu tiên khi ông đánh bại Thảo Khấu ở huyện Linh Khâu. Để ghi nhận công lao của Tào Chân, triều đình nhà Hán đã phong cho ông làm Linh Thọ Đình Hầu. Trong khoảng thời gian từ năm 217 đến năm 219, Tào Chân tham gia vào trận đánh bảo vệ Hán Trung trước sự tiến công của Lưu Bị. Lúc Lưu Bị cử Ngô Lan đến đóng quân tại huyện Hạ Biện, Tào Tháo lệnh cho Tào Hồng dẫn quân tấn công. Tào Chân cùng với Tào Hưu và Tào Hồng tiến quân đến huyện Hạ Biện, đánh bại Ngô Lan. Với chiến công này, ông được phong làm Trung Kiên tướng quân. Lúc Tào Chân trở về Trường An, Tào Tháo cho ông thống lĩnh Trung lĩnh quân. Cùng thời gian đó, Hạ Hầu Nguyên tử trận trong trận chiến Định Quân Sơn. Tào Tháo lo là Lưu Bị sẽ thừa thế thắng và tấn công vào cửa ải Dương Bình, liền phong Tào Chân làm chinh thục hộ quân, rồi cử ông và Từ Hoảng dẫn quân tấn công Cao Tường tại cửa ải Dương Bình. Tào Chân và Từ Hoảng đánh bại Cao Tường, khiến quân Thục phải lui binh. Sau đó, Tào Tháo dẫn đại quân từ Trường An vào Hán Trung để quyết chiến với Lưu Bị. Nhưng do gặp khó khăn vì vận chuyển lương thực, đến năm 219, Tào Tháo buộc phải từ bỏ Hán Trung và rút quân về. Sau khi Tào Tháo qua đời vào tháng 3 năm 220, con trai ông là Tào Phi kế thừa chức vị Ngụy Vương. Tào Phi phong cho Tào Chân làm Trấn Tây tướng quân, Đông Hương Hầu, ra lệnh cho ông giám sát các hoạt động quân sự tại Ung Châu và Lương Châu ở phía Tây. Cuối năm 220, Tào Phi phế bỏ Hán Hiên Đế, kết thúc nhà Đông Hán và thành lập triều đại Tào Ngụy với tư cách là vị hoàng đế đầu tiên của triều đại này. Hai năm sau, Tào Phi triệu Tào Chân đến kinh đô Lạc Dương và phong cho ông làm Thượng quân đại tướng quân, giao toàn bộ binh quyền nước Ngụy cho ông. Năm 223, Tào Phi ra lệnh cho Tào Chân, Trương Cáp và những tướng lĩnh khác dẫn quân Ngụy tấn công Đông Ngô, trong khi đích thân Tào Phi đóng quân tại Uyển Thành để tiếp ứng. Quân Ngụy tấn công và bao vây Giang Lăng, tướng Ngô là Chu Nhiên dẫn 5.000 binh ra cự địch. Quân Ngụy đã đánh bại quân tiếp viện bên phía Ngô do Tôn Thịnh và Phan Trương chỉ huy, khi những người này đem quân đến giúp Chu Nhiên. Tào Chân ra lệnh cho quân sĩ đào đường hầm, đắp đất tạo thành những gò đất nhỏ, đồng thời xây dựng các tháp công thành để binh sĩ có thể bắn tên vào tuyến phòng thủ của Ngô. Quân Ngô tuy bị tấn công dữ dội nhưng vẫn giữ vững được thế trận. Không những thế, Chu Nhiên còn tận dụng thời cơ để phản công và tiêu diệt hai trại của quân Ngụy. Sau khoảng 6 tháng, quân Ngụy không thể nào chiếm được thành Giang Lăng nên toàn quân đành phải rút lui. Sau khi trở về từ chiến dịch, Tào Chân được phong làm Trung quân đại tướng quân và được bổ nhiệm thêm một chức vụ là cấp sự trung. Năm 226, khi Tào Phi lâm bệnh nặng, ông đã ra lệnh cho Tào Chân, Tư Mã Ý và những người khác trợ giúp con trai của mình là Tào Duệ, người sau này kế vị ông trở thành hoàng đế thứ hai của nước Ngụy. Sau khi đăng cơ, Tào Duệ thăng chức cho Tào Chân từ Hương Hầu lên Lăng Hầu và đồng thời phong cho ông làm đại tướng quân. Vào mùa xuân năm 228, Thừa tướng Gia Cát Lượng của nước Thục Hán phát động chiến dịch Bắc Phạt đầu tiên trong một loạt các chiến dịch quân sự tấn công vào nước Ngụy. Gia Cát Lượng dẫn quân ra Kỳ Sơn, đồng thời lệnh cho Triệu Vân dẫn một đội quân giả vừa tấn công Mi Thành để làm nghi binh. Lần lượt ba quận phía tây bắc của nước Ngụy là Nam An, Thiên Thủy và An Định đều ngay lập tức dâng thành đầu hàng quân Thục. Nhận được tin báo, Tào Duệ đích thân đến Trường An, lệnh cho Tào Chân dẫn quân chống lại cuộc xâm lược. Tại Mi Thành, Tào Chân dễ dàng đánh bại Triệu Vân, người được giao nhiệm vụ dẫn quân già yếu làm nghi binh để đánh lạc hướng quân Ngụy. Trong khi đó, một tướng Ngụy khác là Trương Cáp đem quân tấn công và đánh bại Mã Tốc trong trận Nhai Đình. Gia Cát Lượng buộc phải lui quân sau khi biết tin Mã Tốc đã bại trận. Quân Ngụy dưới sự chỉ huy của Tào Chân và Trương Cáp đã tận dụng cơ hội này để thu phục lại ba quận phía tây. Sau khi đẩy lùi cuộc xâm lược đầu tiên của quân Thục, Tào Chân nhận ra rằng nếu quân Thục xâm phạm nước Ngụy một lần nữa thì họ nhất định sẽ tấn công Trần Thương. Sau đó, ông giao việc bảo vệ Trần Thương cho Hắc Chiêu và ra lệnh tăng cường phòng thủ cửa ải. Đúng như dự đoán của Tào Chân, Gia Cát Lượng thực sự đã dẫn quân Thục tấn công Trần Thương vào mùa xuân năm 229. Hắc Chiêu và quân phòng thủ của nước Ngụy đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, họ đã giữ vững được thành Trần Thương trước cuộc tiến công của quân Thục. Gia Cát Lượng phải ra lệnh rút lui sau khi không phá được thành. Với chiến công này, Tào Duệ đã ban thêm thực ấp cho Tào Chân lên thành 2.900 hộ và cho ông được hưởng bổng lộc cả đời.
Năm 230, Tào Duệ triệu Tào Chân đến kinh đô Lạc Dương và phong cho ông làm đại tư mã. Tào Chân được phép mang kiếm và đi giày khi vào triều, cũng như không cần phải đi thật nhanh lúc yết triều. Lúc thương nghị với Tào Duệ, Tào Chân đã đề xuất phát động một cuộc xâm lược quy mô lớn vào nước Thục từ nhiều hướng để loại bỏ mối đe dọa từ phía Tây này một lần và mãi mãi. Tào Duệ đồng ý và đích thân ông tiễn Tào Chân xuất binh khỏi Lạc Dương. Vào tháng 9 năm 230, Tào Chân dẫn một đội quân từ Trường An tấn công nước Thục thông qua hướng từ Ngọ Cốc. Cùng lúc đó, một đội quân khác do Tư Mã Ý chỉ huy theo lệnh của Tào Duệ tiến đánh nước Thục từ Kinh Châu khi cho quân đi dọc theo sông Hán Thủy. Hai cánh quân hẹn gặp nhau tại huyện Nam Trịnh thuộc Hán Trung. Các nhóm quân ngụy khác cũng chuẩn bị tấn công nước Thục từ Tà Cốc. Tuy nhiên, cuối cùng chiến dịch đã phải hủy bỏ vào tháng 10 năm 230 vì trời mưa kéo dài hơn 30 ngày. Đường sạn đạo dẫn vào nước Thục bị hư hại quá nhiều khiến quân ngụy không thể băng qua. Tào Chân rút quân, Gia Cát Lượng cũng không đuổi theo, hai bên không giao tranh gì. Tào Chân bị ốm khi trở về Lạc Dương và nằm liệt giường trong những tháng sau đó. Trong khoảng thời gian trên, Tào Duệ đã đích thân đến thăm Tào Chân để kiểm tra bệnh tình của ông. Tào Chân cuối cùng cũng qua đời vì bệnh vào năm 231. Ông được Tào Duệ phong thụy là Nguyên Hầu. Tào Chân nổi tiếng là người rất hào phóng. Những ngày còn trẻ, ông cùng với Tào Tuân phục vụ dưới trướng của cha nuôi mình là Tào Tháo. Tào Tuân là họ hàng xa của Tào Chân và Chu Tán là đồng hương với ông. Cả Tào Tuân và Chu Tán đều qua đời sớm. Tào Chân vì thương gia đình của họ nên ông đã xin phép Tào Duệ trao một phần bổng lộc của mình cho các người con trai của Tào Tuân và Chu Tán. Tào Duệ viết chiếu ca ngợi lòng tốt của Tào Chân, phong hầu tước cho các con trai của Tào Tuân, Chu Tán, đồng thời chia cho họ mỗi người được hưởng bổng lộc từ 100 thực ấp. Ngoài ra, Tào Chân cũng được biết đến là người biết chia sẻ nỗi khổ cực của binh sĩ mỗi khi ông cầm binh đi đánh trận. Cứ sau mỗi trận chiến, nếu không có đủ phần thưởng để chia cho tất cả binh lính, ông sẽ sử dụng tài sản cá nhân của mình để bù đắp vào phần chênh lệch đó. Vì những hành động này, Tào Chân rất được lòng của binh sĩ. Tào Chân có 6 người con trai, trong đó Tào Sảng được thế tập tước vị Thiệu Lăng Hầu, những người con trai khác đều có tước hầu của riêng mình. Năm 239, trước khi Tào Duệ qua đời, ông đã bổ nhiệm Tào Sảng và Tư Mã Ý làm nhiếp chính để hỗ trợ cho thiếu đế Tào Phương. Năm 249, Tư Mã Ý thực hiện sự biến Lăng Cao Bình và đoạt lấy quyền lực từ tay Tào Sảng. Sau sự kiện đó, Tào Sảng và các anh em của ông bị kết tội mưu phản và bị hành quyết cùng với toàn bộ gia đình. Tất cả các con cháu trực hệ của Tào Chân đều bị Tư Mã Ý giết hại. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhân vật Tào Chân bị nhà văn La Quán Trung hạ thấp rất nhiều để ca ngợi tài năng của Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng. Ông bị mô tả là một vị tướng bất tài, nhưng lại được các hoàng đế nhà Ngụy tin dùng phong làm đại đô đốc, đại tư mã vì là thân thuộc, trong khi Tư Mã Ý không được trọng dụng. Chính vì vậy, trong những lần bắc phạt, Gia Cát Lượng đã dùng nhiều mưu kế để liên tiếp đánh bại quân Ngụy của Tào Chân. Khi Tư Mã Ý được bổ nhiệm làm đô đốc để chống Thục, tình thế mới chuyển biến theo hướng tích cực hơn cho quân Ngụy. Tuy nhiên, sự thật lịch sử thì hoàn toàn ngược lại. Tào Chân có thể xem là một vị tướng tài năng và chính ông là người đã chặn đứng hai cuộc bắc phạt đầu tiên của Gia Cát Lượng. Sau khi ông qua đời, Tư Mã Ý nắm binh quyền lại để thua Gia Cát Lượng mấy lần, phải cố thủ trong thành. Có thể nói rằng, nếu Tào Chân sống lâu hơn, âm mưu đoạt quyền nước Ngụy của Tư Mã Ý chưa chắc đã thực hiện được.